Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình có hành trình đi từ Đắk Lắk đến Bà Rịa Vũng Tàu với quãng thời gian là 12 tiếng. Và cuối cùng mình cũng đã có mặt tại trại liên kết nhân giống cho cảnh. Hôm nay thì thời tiết ở đây rất là mát mẻ. Chúng ta cùng tham quan xung quanh mô hình trại nhé. Đây là phía trước lán trại, có một cái view cánh đồng xanh rất là thơ mộng và đẹp. Và ngày hôm nay thì mình có giao tổng cộng là 10 bé cún, gồm có 5 bé golden và 5 bé Shiba. Đây là bé golden này. Các bé này hầu như là đã trưởng thành hết rồi nhé. Và đây là những bé Alaska này. Alaska này thì anh chủ trại đã nuôi từ nhỏ, các bé đã được 4 đến 5 tháng rồi. Trước đây thì anh chủ chỉ có ý định đi chơi thôi, nhưng mà trong quá trình chăm sóc thì anh chủ đã quyết định là phát triển kinh tế từ ngành chăn nuôi chó cảnh. Và đây là bạn Hiếu. Bạn Hiếu sẽ ở lại đây tầm 1 tuần đến 2 ngày để hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, để chủ trại có thể yên tâm phát triển nghề này hơn. Vừa có thể chăm sóc nâng niu các bé mà vừa có thể có được kinh tế lợi nhuận cao. Và phía hôm trước này anh chủ đang tính là nuôi trồng cỏ để làm sân chơi cho các bé, để thả các bé ra tắm nắng và đi vệ sinh. Và đây là khu vườn đất trống, đang để trống thì sau này sẽ dự định phát triển mở rộng thêm trong trại. Và những anh em nào đang có nhu cầu tìm hiểu về cái ngành này thì alo mình nhé.